ta. Đến tuổi lấy vợ, Khoa Đình Tú thủ vai, còn bị bố tụt quần đánh đòn. Khoa Đình Tú thủ vai, luôn bị bố ông Tiền, nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình thủ vai, mặc định là thằng con trai chơi bời lêu lỏng. Trong phim Cô Gái Nhà Người Ta, ông Tiền vốn là chủ trại gà, chuyên mổ gà giao hàng lên thành phố. Chăm chỉ lo làm ăn và đặc biệt nghiêm khắc với con cái. Thấy cậu con trai suốt ngày chơi bời, chẳng chịu làm ăn gì, ông Tiền rất ngứa mắt. Thế nên bất cứ chuyện gì mà cậu con trai quý tử làm, ông Tiền, nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình thủ vai, đều cho đó là gây họa. Có một lần không rõ lý do vì sao mà ông Tiền nghĩ vì con trai mà mọi người hạ nhục mình nên nhất quyết phạt con trai. Mặc cho cậu con trai đã lớn và muốn giải thích nhưng ông Tiền không nghe. Ông còn khăng khăng đòi dạy con theo cách ngày xưa, đó là phạt đánh vào mông. Ngay khi bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái kết thúc, Cô Gái Nhà Người Ta sẽ nối sóng phục vụ khán giả dịp năm mới. Phim mang nhiều tính giải trí, vui tươi nhưng cũng không kém phần thời sự. Cô Gái Nhà Người Ta lấy bối cảnh của một làng quê truyền thống, chịu nhiều biến động dưới tác động của đô thị hóa. Hóa thân vào vai các thanh niên làng là diễn viên trai xinh gái đẹp. Tất cả được tạo hình trên quê mộc mạc, gần gũi, hứa hẹn sẽ thu hút khán giả và đem lại nhiều điều mới so với những phim cùng đề tài. Tại làng quê ấy, đời sống thế hệ thanh niên ở nông thôn mới được khắc họa thú vị qua các tình huống phim. Vốn là những người đầy nhiệt huyết, họ va chạm vào thực tế và nhận ra cuộc đời không dễ dàng như họ nghĩ. Có những vấp ngã, có những sai lầm, có sự ích kỷ, nhưng những bài học cuộc đời đã khiến họ dần trưởng thành, ý thức được về giá trị của tình bạn, tình thân, tình yêu. Họ trở nên có trách nhiệm với chính mình và quê hương. Nhân vật chính là Khoa Đình Tú thủ vai, một chàng trai ham chơi, nhiệt tình, khôn vặt, bộp chộp, nhanh nhưng đoảng và chỉ giỏi chém gió. Tuy nhiên phía sau con người tưởng chừng như thùng rỗng kêu to ấy vẫn là một chàng trai thuần pháp, nghĩa hiệp, luôn đứng về phía người yếu thế, dám đứng lên đấu tranh chống cái xấu. Câu chuyện bắt đầu khi Khoa rời thành phố về làng Yên với ước mơ xây dựng homestay để kinh doanh du lịch ở làng. Khoa cùng hai cậu bạn thân là Cân và Viễn mở được homestay sau nhiều khó khăn, cản trở từ làng xóm gia đình, song những rắc rối cũng bắt đầu từ đây. Việc làm ăn không dễ dàng, những vị khách của Khoa vô tình làm ảnh hưởng đến dân làng và gây ra cái chết cho bà Hưởng, vợ cũ ông Tài, một người có máu mặt trong làng. Cái chết của bà Hưởng cũng khiến dự án homestay của Khoa, Cân và Viễn sụp đổ. Khoa đối mặt với thất bại khởi nghiệp đầu tiên trong đời và vô vàn những chông gai phía trước. Quỳnh Búp Bê, Phương Oanh và vai Uyên. Một giáo viên ở trường cấp 2 trong xã, Uyên thẳng thắn, rõ ràng và nghiêm túc. Đây là một nhân vật khác biệt nhất trong các vai diễn của Phương Oanh từ trước cho tới giờ, không gai góc và bi lụy. Vai diễn này vừa là thử thách, cũng là một cơ hội để nữ diễn viên trẻ thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng. Vì tính chất công việc, Uyên luôn tỏ ra kín đáo, già dặn trước tuổi và hành xử theo nguyên tắc của một cô giáo. Uyên và Khoa là mối quan hệ khá hoang gia, cả hai đều không có ấn tượng tốt về nhau. Nhưng sau này thì cả hai sẽ là những người sát cánh để cùng chống lại các thế lực đen tối. Cân, Việt Bắc là bạn thân từ nhỏ của Khoa, hết cấp 3 ở nhà buôn bán vặt. Cân dẻo mỏ, lanh lợi, thích chính nghĩa và luôn muốn trở thành anh hùng trong lòng quần chúng để dễ bề tán gái. Còn Viễn, quan trọng thủ vai, là thành viên cuối cùng trong bộ ba núi phố. Viễn là độc đinh trong một gia đình nông dân hiền lành. Viễn tốt tính, tiết kiệm nhưng lại luôn sẵn sàng chi tiền cho các cuộc chơi với Khoa và Cân. Anh sống hồn nhiên, luôn có xu hướng chịu thiệt, lại nhút nhát, thật quá hóa đần nên Khoa và Cân thường xuyên phải giúp đỡ. Nữ diễn viên Hương Giang cũng góp mặt trong bộ phim với vai Mận, một góa phụ bán hàng ở quê.
mặt đính thẳng, nói năng bốc chát, không e sợ ai. Vì thẳng quá nhiều khi hóa vô duyên, người lớn trong làng không ai ưa. Đám thanh niên thì chê bai, cho rằng Mận có số sát phu. Có thể nói đối với Hương Giang, đây cũng là một vai diễn đối lập hoàn toàn với cô ngoài đời thực. Hương Giang đã phải nghiên cứu nhân vật rất kỹ và chỉnh chu trong từng lời thoại để mang được đúng chất gái quê đánh đá. Đây là màn hóa thân được kỳ vọng mang lại nhiều thú vị cho khán giả. Dù chỉ gói gọn trong bối cảnh một làng quê Bắc Bộ nhỏ bé,